Ok các bạn thân mến, hôm nay đồng chí Thao Chim Cô Gái sẽ chia sẻ với các bạn là một cái ô để nuôi giống. Thì đây là hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2019. Và kênh Chim Cô Gái hay quyết định thêm một cái chủ đề nữa là con chuột lan. Báo cáo với các bạn thì cái này thì ưu điểm của nó là nuôi được bầy đàn và tỷ lệ có thể là một trống có thể là nuôi được kẹp vào nhiều con mái. Đấy, có thể là dao động từ 5 con mái đến có thể là 5 đến 10 con mái cho một con trống. Chuồng trại thì các bạn đang xem đây là mình dùng bằng cái lồng nuôi bồ câu và mình bỏ vách ngăn ra, thì chiều dài khoảng 1 mét, chiều cao khoảng 40 phân mà chiều sâu khoảng 50 phân. Và bây giờ là chỗ này là mình đang nuôi 30 con đang úm giống. Thực ra là mình để sàn như thế này là đấy, nó đang ăn ngô này, đây là cái ngô nghiền này. Rồi đây là cái cỏ voi anh em ạ. Đây, cái cỏ voi này nó sẽ ăn cái lá cỏ voi. Ở Ba Vì mình thì cái nguồn cỏ voi cỏ sữa như thế này là rất là nhiều. Đấy, các bạn có thể trồng những cái cây cỏ chanh, cây lá vông, lá sắn, lá sắn dây, lá mía, lá tre, củ cà rốt, củ khoai lang, bắp ngô, ngô nghiền và thậm chí thì cũng là mình thực hiện cái clip này cũng chia sẻ cho các bác về cái hiểu biết một chút về cái loài này và cái chủ đề này. Như những con như này thì thực ra là nó cũng mới tách mẹ được khoảng 10-15 ngày thôi các bạn ạ. Nhưng mà cái bản năng loại này nó chỉ bú tầm 4-5 ngày đầu là nó đã bắt đầu có khả năng độc lập rồi. Và có một điều là khi mà con mẹ nó đẻ ra thì nó không nhầm lẫn con nào với con nào cả, mà thậm chí con của con này nó vẫn có thể bú con mẹ của con kia. Đấy, nên ra là ưu điểm là chúng ta nuôi bầy đàn được. Đấy, thì báo cáo với các bác là đầu ra của cái loại này thì các bác có thể là bán cho những người mà làm thí nghiệm, họ dùng để họ tiêm vào những con chuột này để thử thuốc. Đấy, bây giờ nghiên cứu về các bệnh từ con người rất là nhiều thì họ tiêm. Cái khía cạnh thứ hai là những người ta cái loại này thì nó không cắn các bạn. Đây này, nó rất là lành. Đấy, rất là lành luôn. Những con này là trắng đen này, rất lành, không cắn một tí nào luôn, sờ thoải mái không cắn. Thì nó là một trong những cái nhóm mà gọi là thú cưng. Đấy, các bạn học sinh hoặc là một số những gia đình họ có một cái quan điểm là nuôi, nếu như là nhà có một thành viên 12 con giáp mà có con gà con chuột thì các bạn nuôi một đôi chuột. Đấy, vừa là sinh sản vừa là chơi làm thú cưng trong gia đình, nó rất là thân thiện, rất là đẹp, màu rất là nhiều màu này. Đấy, rất nhiều màu luôn. Đấy, các bạn thấy là chúng rất là ấm áp. Đấy, rất thân thiện, rất là đẹp. Đấy, mà thức ăn của chúng thì rất là đa dạng, ăn cái gì cũng được. Ăn đây, nó đang ăn này, các bạn nhìn này. Ăn gạo rồi ăn khoai lang thì ăn các loại. Các bạn đi chợ về sau khi nhặt cái phần rau muống, cái phần ngọn để người ăn thì cái phần cẳng là con này nó có thể ăn được luôn, nó giải quyết luôn. Đấy, mà nó ăn rất ít thôi, nó ăn rất ít, bạn nhìn ăn đây. Ăn rất ít. Nó gọi là chuột lang hay còn gọi là bọ ú, ở trong miền Nam thì các bạn hay gọi là bọ ú. Thì các bạn lưu ý nhé, là các bạn không nên cho ăn cỏ ướt, không nên cho ăn nhiều dưa chuột và dưa hấu. Đấy, nó sẽ lạnh bụng. Nếu loại này mà các bạn cho ăn những cỏ như này thì gần như không phải uống nước đâu, trong cỏ nó có nước rồi. Đấy, những bé này thì các bạn nên cho ăn kèm cả cái ngô bột như thế này hoặc là cái cám gà con đấy, để cho nó tăng cái phần dinh dưỡng lên các bạn nhé. Đấy, tăng cái phần dinh dưỡng lên, báo cáo các bạn như vậy. Đấy, lúc nó bé này các bạn nên để nó đông nhau này, nó ấm. Nó đến ấm thì mình cũng chia sẻ luôn là loài này nó không chịu được nhiệt độ rét quá đâu. Dưới 10 độ là các bạn phải che bạt, chấm rét cho nó. Mà trên 40 độ thì các bạn phải chống nóng.
quạt để vào những cái điều kiện là để cho nó, có nghĩa là trên 40 độ mà dưới 10 độ là các bạn phải quan tâm đến nó đặc biệt một chút. Đấy, báo cáo các bạn như vậy. Thì cái đàn chuột này thì chúng tôi để giống thì sau khoảng tầm như tầm này thì các bạn nuôi sau khoảng 2 tháng rưỡi nên nó bắt đầu đẻ. Đấy. Và cái quy trình đẻ của nó thì nó có thể là 40 ngày một lứa, và mỗi lứa thì nó sẽ dao động từ 3 đến 6 con. Đấy. Và một con trống có thể kẹp được nhiều con mái đấy, nhiều lắm các bạn ạ, có thể là được hàng chục con mái đấy. Đấy. Tất nhiên các bạn nuôi ít thì các bạn muốn hiệu suất cao thì các bạn một trống 3 4 5 mái tùy bạn, tùy nhu cầu. Đấy. Và cái màu của nó thì đây, các bạn nhìn con này. Màu trắng này, mắt đỏ này. Đấy. Phớt phớt vàng này. Đấy. Rất đẹp luôn. Như thế này có lẽ là ai cũng thích thôi. Mình quay những cái thước phim này thì các bạn biết là nó rất là đẹp. Nó như một con thỏ. Đấy. Con này rất là đẹp luôn này, các bạn nhìn cái màu tam thể này. Màu trắng, màu đen, màu phớt vàng trắng. Rất đẹp luôn, kể cả những con khác cũng vậy thôi. Các bạn nhìn thì nó lúc nhúc này. Ở một số những cái hộ gia đình thì các bạn có thể kiếm một cái lồng nhỏ, các bạn nuôi như một cái thú cưng trong gia đình. Đấy. Ngoài ra thì cái loại này kích thước của nó sau khi các bạn nuôi khoảng tầm 5 tháng đến 1 năm thì dao động kích thước của nó tầm khoảng từ 5 đến 8 lạng. Có những con đực to thì có thể lên được 1 cân 1. Đấy. Con mái thì thường khoảng 6, 7, 8 lạng. Đấy các bạn nhé. Và nó xem một cái xu hướng là nó ăn cỏ và nó ăn những cái thực vật như thế này thì mình nghĩ là cái thịt của nó sẽ rất là thơm. Đấy, cái dinh dưỡng của nó rất là chuẩn luôn các bạn ạ, rất là chuẩn về dinh dưỡng luôn. Bởi vì mình thiết nghĩ những con nào mà nó ăn thực vật thì dinh dưỡng của nó là rất tốt cho sức khỏe con người, và nó thay thế được những cái món ăn như là rúi, đúng không, như là chuột, như là nhím gì đấy. Các bạn có thể là làm thương phẩm đưa vào đặc sản của các món nhà hàng, như là những cái món chế biến. Đấy, món nhím chế biến được bao nhiêu món thì món chuột này cũng chế biến được bấy nhiêu món. Và xu hướng bây giờ là xu hướng thực phẩm thạch, thực phẩm thật các bạn nhé. Đấy, thì nó đông nhau này, nó ấm nhau các bạn ạ. Đấy. Đôi khi nó gió, nó lạnh, nó rét. Đấy. Các bạn nên cho ăn một ngày, các bạn cho ăn lên 2 bữa. Đấy. Buổi sáng thì các bạn cho ăn, buổi chiều các bạn cho ăn. Đấy. Thì giới thiệu với các bác từ bây giờ nói rất nhiều về kỹ thuật. Xin giới thiệu là mình tên là Vũ Văn Thao. Đấy. Thì hiện nay thì mình đang sinh sống tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đấy. Và cái số điện thoại là 033 5305982 và 0989177982. Các bạn vào cái kênh trên Facebook và trên YouTube thì các bạn cứ tìm kiếm theo cái cụm từ viết liền không dấu là chim cu gáy hay. Thì tại cái kênh trên YouTube chim cu gáy hay thì đồng chí Thao có chia sẻ với các bác cao tuổi và các bác anh em khác là chủ đề đầu chủ đạo nhất chiếm 90% là con chim cu gáy. Đó là niềm đam mê và đó là cái trang trại của mình. Ngoài ra năm 3 năm vừa rồi thì mình cũng đã phát triển cái kênh về con giống đà điểu. Đấy. Về chủ đề về con đà điểu thì cũng đã được rất nhiều các bác anh em tin dùng và đã chuyển mỗi năm hàng nhiều nghìn, đấy, hàng vài nghìn con giống đà điểu. Còn chim thì đương nhiên là rõ ràng rồi, ngày nào mình cũng chuyển, ngày nào mình cũng bán chim, thì mình ship vào cái hộp mình chuyển đi toàn quốc. Có những đường dài thì mình phải thiết lập văn phòng tại bến xe miền Đông, đấy, văn phòng tại bến xe Mỹ Đình Hà Nội, bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh và đi về miền Tây. Thì mình bắt buộc mình phải gửi cả lồng, và cái ekip văn phòng của mình họ sẽ có trách nhiệm chăm sóc ăn uống khỏe mạnh và tận nơi cho các bạn. Đấy. Thì con chuột này thì mình chuyển cũng đơn giản thôi, mỗi một cái con này mình sẽ để vào một cái lồng, để vào một cái hộp. Nếu các bạn ở khu vực miền Trung thì mình sẽ để vào cái hộp, và treo trong một cái hộp đó thì mình sẽ để một vài cọng cỏ này vào đây thì nó sẽ ăn và nó có thể sống được 3 ngày. Đấy.
Còn nếu các bạn ở miền Nam mà đi đường dài mà các bạn lấy số lượng trên 20 con thì mình bắt buộc mình phải đóng vào lồng. Có nghĩa là mình để cả thức ăn tinh, thức ăn sơ vào. Đấy. Và các bác là như vậy. Thì cái màu của nó thì ví dụ con này là màu vàng, vàng đen. Đấy, màu con này là trắng. Trắng vàng. Con này là trắng đen vàng. Đấy. Thì nó cứ giúp giấy như này các bạn ạ. Đây này, nó giúp giấy như này rất là đáng yêu. Đấy. Rất là đáng yêu các bạn ạ. Đấy, mắt đỏ au luôn. Mắt đỏ như mắt thỏ luôn. Rất là đáng yêu các bạn. Đây này. Rất đáng yêu. Nhỏ con nhưng mà rất đáng yêu. Đấy. Thì báo cáo các bác là như vậy. Đấy. Cái clip này thì nó được thực hiện bằng cả một cái tâm huyết, bằng cả một cái tình cảm. Nó mang lại một cái công việc lầm mới, một cái nghề mới cho các bạn. Và cũng xin thông báo luôn là nếu như các bạn mua giống thì các bạn nên gọi điện trực tiếp cho tôi, không nên nhắn tin nhé. Tôi rất là nhiều những cái công việc xử lý thì các bạn gọi điện một vài lần thì, hoặc nếu điện thoại của tôi mà quá tải thì các bạn nên nhắn tin thì tôi sẽ gọi lại. Hoặc các bạn cố gắng gọi vào những cái giờ là giờ hành chính. Đấy, từ 12 giờ đến 1 giờ là tôi phải nghỉ. Còn sau 11 giờ đêm tôi không thể làm việc được. Còn ngoài ra các bạn gọi tôi sẽ cố gắng mà nghe hết và giải quyết hết những cái giao dịch của chúng ta. Đấy. Và các bạn cũng nghe lên nhớ là tôi sẽ bao tiêu đầu ra cho các bạn. Các bạn nuôi, lấy giống các bạn nuôi. Và khi nào nó đẻ ra nhiều thì các bạn gọi cho tôi. Tôi sẽ làm một kênh như thế này và tôi sẽ thu mua lại cái con giống của các bạn mà tôi úm nuôi. Và tôi cũng sẽ chia sẻ cho mọi người cùng nuôi. Thì như vậy là nó là một cái nghề mới. Bởi vì con gà, con lợn, tất cả những con khác nó đều phải ăn thóc, ăn cỏ, ăn kia để nó tạo thành những cái giá trị trong cuộc sống. Thì con này cũng như vậy thôi. Nó cũng có giá trị về sinh sản, nó cũng có giá trị về thí nghiệm, nó cũng có giá trị về thịt của nó cũng là dinh dưỡng. Và nó cũng có giá trị về sinh vật cảnh. Như vậy là nó có mang 4 cái giá trị cơ bản. Huống chi là con gà chỉ có giá trị về thương phẩm, nghĩa là chúng ta làm thịt chúng ta ăn. Con này thì được cả thí nghiệm, người ta gọi là chuột thí nghiệm, chuột. Những nhà nghiên cứu những cái bệnh đấy, từ con người, người ta sẽ tiêm những thuốc thử nghiệm vào con chuột trước. Và cái nguồn này thì rất quan trọng, nó đóng góp vào cái việc là bổ trợ cho nghiên cứu khoa học chữa bệnh và phát triển sức khỏe cộng đồng loài người. Hy vọng rằng cái clip này tôi nói có thể là nó chưa hết được, nhưng mà các bạn yên tâm là tôi cam kết là đây là một cái nghề mới trong nông dân. Bà con nông dân cố gắng là ưu điểm của cái loại này là nuôi bầy đàn ít phải đầu tư chuồng trại. Đầu ra thì có rất nhiều cửa, 4 cửa. Và cái hiệu suất sinh sản rất là nhanh. Các bạn bỏ đầu tư khoảng 20 con giống thì sau vòng khoảng 6 tháng thì các bạn không bao giờ phải mua giống nữa. Và cái nhu cầu thịt, nhu cầu về thí nghiệm tiêm, nhu cầu về cảnh, nhu cầu về những cái giá trị về khác thì rất là cao. Có những hôm vừa rồi tôi bán cho một bạn ở dân tộc Thái là bạn ấy còn cúng. Bạn ấy bảo bạn mua vì bạn cúng. Không biết là mình không hiểu là cái thủ tục của bà con thiểu số như nào, nhưng mà bạn ấy có nói là bạn mua về bạn cúng. Thì hy vọng rằng là cái kênh Chim Cú Gáy Hay này cũng sẽ có những cái video ngoài luồng Chim Cú Gáy, nhưng mà tất cả những video của mình là bằng cả một cái tâm huyết, bằng cả một cái tình cảm, bằng cả một cái định hướng. Mình đưa ra một cái chủ đề và cũng có trách nhiệm với các bạn trong quá trình mà cung cấp giống ra. Ví dụ như con đà điểu thì hiện giờ là mình cung cấp ra là các bạn nuôi trưởng thành, các bạn không bán được các bạn gọi điện cho mình, mình sẽ mua, hoặc mình sẽ giới thiệu người mua, hoặc mình sẽ tư vấn cho các bạn cái cách để giải quyết cái đầu ra, làm sao cho bà con chúng ta có được cái thu nhập, tăng trưởng kinh tế, mang lại giá ích cho đời, cho cuộc sống. Đấy. Cái quan điểm của đồng chí Thao Chim Cú Gáy là như vậy. Đấy. Quan điểm là mình lợi mình nhưng cũng phải lợi người. Đấy. Và đây là cái clip mà thực hiện cuối năm 2019, thì hy vọng rằng năm 2020 sẽ là rất là nhiều những cái đơn vị, những ai đó mà có nhu cầu mua những con chuột để làm thí nghiệm, những ai có nhu cầu mua giống để nuôi theo phong trào của mình, những ai có nhu cầu mua để làm cảnh, và những ai mua để phát triển gây đàn nuôi giống, thì hãy liên hệ
Còn về bệnh cái loại này thì các bạn không phải tiêm chọc cái gì cả, không phải uống cái gì cả, thậm chí nó còn ít uống nước. Thì bệnh của loại này thì các bạn nếu như có thể các bạn nuôi sàn. Đấy, nuôi sàn thì cái hiệu suất sinh sản của nó không bằng được nuôi ở dưới mặt đất, nó có thể là 1:8, 1:10. Nhưng mà nuôi sàn thì ưu điểm là nó sẽ rất là sạch sẽ, ít bệnh dịch. Trong một số trường hợp các bạn nuôi với mật độ quá nhớ lớn, quá nhiều, quá dày và cái khả năng vệ sinh về chuồng trại kém, cái mật độ dày thì có thể là sinh ra một số những cái bệnh như kiểu là bệnh mất vệ sinh, nó gọi là bệnh lấm, bệnh ngứa, bệnh ghẻ. Thì cái đấy là nhìn chung thôi. Đã khi chúng ta chăn nuôi thì khi mật độ quá tải và cái vệ sinh môi trường kém thì cái bệnh ngoài da với những cái bệnh người mình không tắm còn phải ngứa, đúng không? Thì chia sẻ với các bạn như vậy. Và trên kênh thì mình cũng sẽ có hướng dẫn qua về cái cách nhận biết cái con trống và con mái, con đực và con cái. Thì các bạn vật ngửa lên, các bạn nhìn vào cái bộ phận sinh dục ở đít của nó đây này. Bể nước lời du của bầm vườn chim cua gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội. Đấy. Xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cua gáy mang ngỗng, phấn hồng, ẩn đít của nó đây này. Được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa thì đa, nếu như mà các bạn vuốt ngược một cái mà cái gai, cái nhô và cái chim của con đực nó thòi ra thì đó là con trống, và nó không thòi ra là con mái. Thật ra những cái con chim gáy các bạn không thể biết được, nhưng mà với con chuột này là các bạn biết luôn sau ngày thứ năm, sau khi nó đẻ. Thậm chí là chúng tôi là chỉ vừa đẻ xong sau một ngày hoặc sau một tiếng là chúng tôi có thể biết được giới tính của nó. Đó là đây là con này màu rất đẹp, giống như một con thỏ luôn. Đấy, màu này là màu trắng vàng. Đấy, màu này là trắng đen. Màu này là màu trắng đen vàng. Vậy vị trí là rất nhiều những cái đây. Đấy. Thì mình cho vào đây thì mình nuôi khoảng tầm 10 ngày 20 ngày thì mình sẽ cho ra trang trại. Mình nuôi là chuồng sinh sản kế cận thì mình sẽ cho xuống lên lên đất. Xây cạnh lưng, cạnh sườn, cạnh sau và cạnh trước xây nửng lên 450 phân để cho nó không trèo ra. Chủng loại này thì nó không chạy thoát nhanh mà nó không trèo ra, không phá chuồng, không gặm nhấm như là chuột ta kia. Các bạn nhé. Gần như các bạn chỉ cần dựng một viên gạch xi lên là nó không nhảy qua được. Đấy là một cái điều là và khi nó ra thì nó cũng rất là ngơ ngác, nhưng nó không nhanh, nó không như những cái động vật hoang dã kia. Đấy, đâm ra là các bạn yên tâm là cái độ chỉ có kẻ thù của chúng là rắn, mèo, chó. Chuồng các bạn nó không căng lưới thì chó nó vào nó vồ, mèo nó vào nó vồ, rắn nó chui vào nó sẽ tấn công. Nhưng ngoài ra thì các bạn gần như là chúng nuôi bầy đàn, một đàn mà có hai con đực to thì nó sẽ có thể khả năng cắn nhau. Thì các bạn lưu ý là như vậy. Thì cái clip này cũng khá là dài rồi. Một số những cái chủ đề khác, một cái câu hỏi khác mà các bạn muốn giải quyết thì tôi cũng sẽ trả lời thì sau cái clip này. Clip sau tôi sẽ làm đầy đủ hơn, đàng hoàng hơn. Nếu như các bạn mà xem mà chưa hiểu hết mà có những cái băn khoăn trắc trở gì thì các bạn có thể đặt những câu hỏi, những cái tin nhắn, những comment hoặc gọi điện trực tiếp cho tôi. Tôi sẽ hoàn thiện hơn về những cái chủ đề, về cái chủ đề này. Trả đời là cách đi giống. Cái loại này thì nó chửa rất nhanh. Sau khi nó đẻ, hôm trước hôm sau là khô lò cái là con đực và phối con mái luôn. Và cứ 40 ngày đều đặn, trên dưới 4 ngày một chút, là 40 ngày một lứa. Mỗi lứa từ 3 đến 6 con các bạn nhé. Và cái giá cả thị trường bây giờ con giống của nó cũng rất là đặt giá. Nó rất là được giá, không phải không. Đấy. Và các bạn yên tâm là các bạn gần như có những nơi mà muốn mua mà không có mà bán. Đơn giản các bạn cứ nuôi đi, các bạn nuôi và các bạn trồng cho khoảng một xào cỏ voi thì có thể là chỉ nuôi cho một con bò, mà một con bò thì lãi suất cũng chỉ khoảng 3 triệu, và phải phay cỏ rồi phải đầu tư máy vắt sữa rồi phải bán sữa. Nhưng một xào cỏ voi thì các bạn có thể nuôi được hàng nghìn con chuột, và nếu như 1.000 con chuột thì các bạn nuôi thì hiệu suất kinh tế nó gấp 5-7 lần so với một con bò. Và nuôi chuột thì các bạn không phải chuồng trại gì ghê gớm cả, cứ cắt cỏ, thả cả bó, cả đon vào đấy, nó sẽ ăn và tự nó sinh sản, tự nó phối nhau. Như vậy là các bạn không phải vắt sữa. Đấy, lợn cũng vậy thôi. Cái loại này vệ sinh an toàn rất tốt,
các bạn nuôi khoảng tầm một tuần các bạn mới phải vệ sinh chuồng một lần. Đấy. Bệnh của chúng thì chủ yếu là các bạn nếu mà các bạn nuôi sạch sẽ thì không có một cái bệnh gì cả. Đấy. Nhưng các bạn nuôi bẩn thì có thể là nấm đẻ. Nói lại một lần nữa để như các bạn hiểu rõ là như vậy. Thì đây là cái nứa này mình sang ra đây để mình tách mẹ và mình úm, mình tạo những cái thế hệ bố mẹ tiếp theo. Đấy. Một lần nữa để đồng chí Thao xin cảm ơn và chúc cho các bạn hãy là những cái fan hâm mộ, hãy là những người đồng hành cùng với Thao xây dựng nên cái kênh Chim Cú Gáy Hay với cái tên là như vậy, nhưng với quan điểm và với chủ đề là mình muốn tạo ra những cái con giống độc lạ, những cái cây giống hiếm có, mang lại giá trị, mang lại nghề nghiệp, mang lại công việc và mang lại cái thu nhập cho bà con nông dân trên mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn có được những thành công trong cuộc sống. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại. Đó, đồng chí Thao Chim Cú Gáy Hay trên kênh Chim Cú Gáy Hay trên YouTube để chia sẻ với các bạn một cái chuồng. Đây là cái chuồng mà bề ngang. Bề ngang là rộng 1 mét. Và bề dài là các bạn có thể dùng 2 mét hoặc 3 mét. Và cái mặt này là các bạn xây tường. Đấy, mặt này là xây tường. Rồi mặt trên cũng xây tường. Thì còn cái phần mặt ngoài này các bạn cho ăn làm cửa thì các bạn làm cao khoảng tầm 50-60 phân. Giống này nó chỉ cần một viên gạch dựng này nó không trèo qua được, nhưng mình vẫn làm. Và chuồng các bạn nên làm nghiêng, nghiêng từ phần trên, nghiêng xuống phần dưới mà nghiêng từ phần trong nghiêng ra phần ngoài. Tại một cái chỗ này tí nữa tôi sẽ cho một cái nỗ, hoặc là nó sẽ trũng ở đây, nó sẽ thoát nước ở đây. Tất nhiên là mình có mái che. Các bạn thấy là đây phần trên này mình dùng bờ lô mình nợp và có lưới, để cái lưới này thì có thể là chống rắn, chống mèo, chống chuột các bạn nhé. Đấy, báo cáo các bạn như vậy. Thì đây là một cái gợi ý để cho các bạn làm theo ý tưởng gần như vậy thôi. Và ban đầu thì các bạn nên để rơm. Rơm là một trong những thứ nó sẽ giúp giấy ở trong. Lên chuồng nghiêng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Bao giờ nó có một góc cuối này, như kiểu mình làm sân ấy. Và đây là những cái viên gạch này các bạn có thể để đây này. Các bạn để một cái tấm mờ lô che lên trên để cho nó trú ẩn. Khi mà có người lạ, khi có gì đấy, nó đẻ, nó tự. Một cái chuồng này các bạn có thể nuôi được khoảng tầm 30 con chuột lái. Đấy. Rồi các bạn đầu tư xây này thì cũng không đáng bao nhiêu. Và đầu tư mất khoảng 4 tấm mờ lô, một chút cái lưới xanh như thế này. Đấy, nên các bạn cũng nghiên cứu và tham khảo. Đấy, rơm thì mình để vào đây để cho nó chạy, nó lú. Nó chạy và lú các bạn. Lú nó chạy và nó đẻ ra con thì nó không bị lạnh bụng. Chuột nó không chạy. Tất nhiên những cái như này là các bạn nuôi thì nó sẽ rất đảm bảo. Sau khoảng một thời gian là nó sẽ tự chạy, nó sẽ nhẵn cái lên đi. Khi nước đái nó đái xong nó sẽ tự hút ẩm xuống. Và một trong những cái nguyên nhân để cho nó đẻ tăng hiệu suất cao chính là các bạn phải làm chuồng hạ thổ. Để ưu điểm của nó là không nước đái nó sẽ thấm đi. Đấy. Các bạn nắng lên xi măng măng thì nó róc đi rồi. Đấy. Các bạn nhé. Và tiếp tục xin phép các bạn là mình sẽ thực hiện luôn cái clip này, là mình chuyển 5 cặp chuột bố mẹ lái ra đây để cho nó sinh sản. Đấy, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, đây là mình để cái tấm bơ lô này. Bên trên tấm bơ lô được bạn đặt mấy cái viên gạch xi như thế này để cho nó tạo thành cái hầm, cái hang và nóc rơm. Phần ngoài kia thì các bạn để trũng hơn các bạn nhé. Và đây là những con chuột là đang chửa to, chửa nứa thứ 3, thứ 4 rồi. Loại này nó vẫn còn lớn nữa nhé các bạn nhé. Và đặc biệt là nó không bao giờ cắn đâu các bạn ạ. Nó không bao giờ cắn luôn. Đây. Rất to. Không bao giờ cắn. Tai đỏ. Để ở đây. Con này là trắng vàng đen. Đây. Con này cũng vậy thôi. Đấy. Thì giống này hiện như con này bây giờ nó được khoảng 5 nạng. Và nó đẻ một vài nữa thì nó sẽ lớn hơn một chút nữa. Đây. Đây là con chuột lái nhá. Lái bắt đầu đang chửa. Đấy. Các bạn thấy nó rúc chưa? Đấy. Thừa đa phần là trắng đen vàng.
Đấy, con này thì đang chữa rõ rồi đây, bụng quanh ra rồi này. Đấy, bụng quanh luôn. Nó rúc vào đấy. Đấy. Và cả và các bác là những con này cũng vậy thôi. Vú này, đang nuôi con có vú này. Đấy. Thả ra. Mình thả ra đây. Chúng sẽ với cái mật độ như này thì chúng sẽ rất là ok. Đấy, con này thì vàng. Các bạn nên nhớ là mồm nó thế này thôi nhưng mà nó không bao giờ là cắn mình cả. Đấy. Không bao giờ cắn luôn. Đấy. Thì báo cáo với các bạn là như vậy là cái clip hôm nay thì đồng chí Thao chim cu gáy hay có chia sẻ với các bạn một cái mô hình kinh tế mới để các bạn làm theo. Và đây là cái tổng thể để các bạn nhìn thấy là khi các bạn làm này thì các bạn làm cái nó sẽ không nhảy qua được đây. Nhiệm vụ của các bạn, phần còn lại là các bạn chỉ cần chống rắn, chống mèo, chống chuột, chống chó. Đấy. Thì là nó sẽ đẻ. Và nếu như các bạn cho ăn thì các bạn cho ăn ở phần cuối kia. Đấy. Và đây là mình cũng cho hơi nhiều rơm nhưng không sao bởi vì nó sắp đẻ rồi. Nếu như sau này các bạn nó đã quen rồi các bạn không phải rơm nhiều đâu. Tự cỏ nó tạo thành cái lên. Và một trong những cái yếu tố cái nền đất này thì nó ưu điểm của nó là nó sẽ đẻ rất sai. Bởi vì giống này nó là bò ở mặt đất. Còn trong trường hợp các bạn làm sàn lồng treo sàn thì nó cũng rất là thuận tiện là nó sạch sẽ hơn. Nó không bị ốt ếch. Là những ưu điểm như vậy nhưng mà nó chống chánh. Đấy, con chuột nó đứng ở trên cái mặt sàn lưới nó sẽ chống chánh hơn. Đấy. Thì hy vọng rằng các bạn có thể theo dõi và tiếp tục đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay, sẽ luôn chia sẻ những cái chủ đề làm kinh tế, chủ đề phát triển kinh tế để chia sẻ với bà con nông dân trên mọi miền tổ quốc những cây con giống mới lạ, cái mô hình mới mang lại giá trị cho đời, mang lại kinh tế cho mọi người, đặc biệt là những người khó khổ nhất là những người nông dân. Ok, thì các bạn có thể nhìn tổng quan. Thì ngay sau đây thì mình sẽ đấy, mình làm cái phần lưới thì. Tí nữa là mình sẽ tập kết mấy tấm bolo mình sẽ xếp vào đây. Đấy, đây là phần chiều dài quay ra. Thì một cái chuồng này nó khoảng tầm 3 đến 4 tấm bolo. Và cái phần mặt trước này thì các bạn sẽ phải bịt kín hết vào. Bịt lưới hết vào. Mua lưới xanh bịt kín vào. Và chống mèo, chống thậm chí là vừa thoáng, vừa ấm, lại vừa an toàn các bạn nhé. Thì báo cáo với các bạn là như vậy. Như vậy là 5 con mà bây giờ nó chui, nó lúi, nó rúc giấy ở đâu hết rồi. Đây. Các bạn nhá. Rúc giấy hết. Nó rúc giấy hết rồi. Đây. Đấy. Các bạn chào vào nó rất thích rúc. Đấy, nó rất thích rúc. Đấy, rất thích rúc luôn. Kệ nó. Nó rúc ở dưới gầm này đây. Các bạn nhìn này. Đấy, rúc đây này. Rúc. Kệ nó. Các bạn cứ làm nghiêng nghiêng, trong trường hợp nó ẩm, nó ướt, nó mưa dột. Tất nhiên là mình không nên để mưa dột. Thì nó sẽ thoát nghiêng xuống dưới. Đó. Ok. Đó, như vậy là chúng ta đã có những tấm lợp. Tấm lợp. Và bên trong là một bầy chuột. Chuồng trại như thế này và các bạn chỉ phần cần làm như thế là nắng nó cũng sẽ chiếu vào, cần thiết các bạn che một nửa phần trước và làm nào đấy là mưa không hắt và nắng không nóng quá. Đấy, hy vọng rằng cái clip này cũng một phần là để cho các bạn làm theo cái ý tưởng, cái chia sẻ của cá nhân mình. Đây, cái clip này mình đặt tên là cách làm một cái chuồng để nuôi chuột lang sinh sản cơ bản. Tất nhiên các bạn có những ý tưởng hay hơn, các bạn có thể phát triển. Những ý tưởng gì thì các bạn cũng đặt vào yếu tố thứ nhất là không được để rột ướt, không được để lạnh và không được để nóng. Lạnh là dưới 10 độ và nóng là trên 40 độ. Đấy. Và các bạn phải làm này để cho nó trú ẩn, nó lú nó lấp, phải có rơm nó rác để cho nó lú nó lấp và nó đẻ con.
40 ngày một lứa các bạn ạ. Rất là nhanh. Đấy, các bạn nuôi đi, tôi sẽ mua lại cái con giống cho các bạn. Đấy. Bởi vì tôi xác định làm những cái kênh là tôi đều no và nghĩ rất là sâu về những cái chủ đề, những cái con, những cái cây giống nó mang tính chất thực sự mang lại giá trị, mang lại lợi ích cho mọi người, mà mang lại giá trị thật sự là lâu dài. Đấy. Chứ không như con lợn, con gà mà nay bấp bênh mai bấp bênh các bạn ạ. Đấy, đây này. Nó nú nó nấp này. Đấy. Chưa. Này quay 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 quay. Quay lại, quay lại đúng này. Chuột rất to. Ok, một lần nữa số điện thoại là 033 5305982. Xin được để lại trên mạng và các bạn có thể tư vấn về kỹ thuật và mua con giống của bên đồng chí Thao Chim Cùng Gáy Hay trên kênh Chim Cùng Gáy Hay của YouTube và Facebook. Và số thứ hai là 0989177982. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.